Đức. Gì đây? Ui, anh đang chơi gì đấy? Mới mua. Được quá nhở, mà ok được. Đấy. Được. Ổn. À nhưng mà em đang có một câu hỏi này. Em chưa gặp bao giờ cả. Thế là PC gaming với cả PC đồ họa khác nhau như nào? PC gaming với đồ họa dễ mà, có cái gì đâu. Vào chương trình đi rồi anh em mình xử lý luôn có thể. Chào mừng các bạn quay trở lại với cái hỏi giải lo xoay cùng An Phát số thứ 2. Thì như vừa rồi đi lên cũng vừa có một cái câu hỏi cho anh em ấy là PC chơi game, PC đồ họa nó khác ở chỗ nào? Thực ra thì nói thật một điều là hiện tại thì vẫn chưa có một cái chỉ số nào cho thấy là PC đồ họa, PC game nó có một cái sự khác nhau cụ thể. Quan trọng là chúng ta sẽ sử dụng PC với nhu cầu như thế nào. Ví dụ chúng ta chơi game nhưng mà chúng ta chỉ chơi game kiểu Liên Minh Huyền Thoại rồi LOL rồi thậm chí là các bạn có thể chơi CS2 cũng được. Chúng ta chỉ cần những cái bộ máy kiểu CPU càng mạnh càng tốt. Ví dụ như tầm Ryzen 5 hoặc CPU i5, Intel i5. Đấy, rồi chúng ta một con card tầm trung khoảng 3050, 3060 là cân thoải mái thôi. Đồ họa thì chúng ta sẽ có đồ họa 2D, đồ họa 3D. Nhưng mà cái quan trọng nhất của PC đồ họa ấy, nó phải cần rất nhiều RAM. Vì ví dụ như các bạn dựng hình ảnh trên Adobe này, hay là làm Adobe Effect này, thì cái lưu lượng, cái dung lượng RAM ấy, nó sẽ cần rất là lớn. Vì vậy chúng ta sẽ cần nhiều hơn cái so với PC chơi game thông thường. Chơi game chúng ta chỉ cần khoảng 16 đến khoảng tầm 32GB là thừa thải. Vậy tức là RAM so với cả những PC game nó sẽ không dùng quá nhiều mà nó sẽ dùng nhiều VRAM đúng không? Đấy, VRAM sẽ khá quan trọng, kể cả đồ họa VRAM rất là cần. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sự khác nhau. Nếu mà nếu phải nói về sự khác nhau giữa PC đồ họa với chơi game nhé, thì chúng ta sẽ nói nhấn mạnh là nó là RAM. PC đồ họa cực kỳ cần nhiều RAM luôn. Kể cả các bạn dựng hình trên Photoshop hay là các bạn làm layer trên Premiere hay là DaVinci cũng cần rất nhiều RAM luôn. Tất nhiên là về kể cả chơi game với đồ họa cấu hình càng cao càng tốt. Nhưng mà sự khác nhau, nếu mà để mà nói sự khác nhau chi tiết nhất giữa hai cái dòng PC đó là dung lượng RAM. Ok. À và có một cái câu hỏi nữa em cũng muốn đặt ra cho anh nhá. Đấy chính là bên Intel đúng không? Họ sẽ có những cái dòng gọi là non-F, gọi là dòng F. Đấy thì giữa PC gaming và PC đồ họa thì hai con chip đấy thì nó có cái sự khác biệt gì nhau không? Ok, thì thông thường chúng ta sử dụng Premiere ấy, thì trước đây chúng ta hay có một cái thói quen là nó là preview. Thì thường thường preview chúng ta sẽ lựa chọn những cái CPU mà có tích hợp các đồ họa onboard eGPU đấy, thì nó gọi là những dòng CPU non-F. Việc mà chúng ta sử dụng những cái dòng CPU như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng được Intel Quixing đúng không? Quixing. Quixing. Thì khi mà chúng ta preview video ấy, nó sẽ mượt mà hơn, nó đỡ bị tình trạng giật lag hơn. Thực ra thì cái điều đó nó không hoàn toàn đúng đối với cả những cái phiên bản hiện tại. Khi mà các cái phần mềm ấy, nó đã cập nhật hệ thống các đồ họa tích hợp vào rồi và nó sẽ sử dụng trực tiếp lên các đồ họa. Vì vậy khi preview ấy, nó không yêu cầu quá nhiều. Tất nhiên là nếu mà chúng ta làm khi mà chúng ta render ấy, mà có eGPU sẵn bên trong ấy, thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho các bạn về các cái tập lệnh, kể cả về H.264, H.265, thậm chí là những con core Ultra mới sắp tới bây giờ nó hỗ trợ H.266, thì khi render nó sẽ nhanh hơn một chút so với cả chỉ sử dụng GPU. Thế là tổng kết lại, nói chung là giữa PC gaming và PC làm việc đồ họa đi, thì anh em sẽ phải tập trung vào một chút về vấn đề RAM. Và ngoài ra nữa thì với những các đồ họa của NVIDIA đi, thì anh em cũng nên để ý một chút giữa driver gaming với cả driver studio. Đấy thì với những anh em làm việc thì anh em nên sử dụng driver studio của NVIDIA, thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em tốt hơn một số những cái phần mềm liên quan đồ họa. Còn gaming thì anh em cứ tải driver gaming thôi. Câu hỏi thứ hai nó sẽ liên quan một chút về vấn đề màn hình. Thì ad cho em hỏi màn 180Hz Rapid IPS có mượt như màn 240Hz IPS không? Thực ra đi là nó cũng vẫn là tấm nền IPS thôi, nhưng mà cái Rapid IPS nó sẽ thể hiện ở cái là cái độ phản hồi màn hình rất là nhanh. Thông thường những cái tấm nền Rapid IPS ấy, nó sẽ có độ phản hồi dưới 1 mili giây. Vì thế khi mà chúng ta sử dụng tấm nền này thì chúng ta sẽ có những cái khả năng hiển thị hình ảnh tốt hơn. Mọi người thường thường để ý là khi mà cái độ phản hồi nó để ý nhá, thì nó sẽ có chữ GTG đằng sau. Nó sẽ thể hiện rất là gray to gray, tức là cái thời gian để mà cái một cái pixel trên màn hình ấy, nó thay đổi màu một lần. Tức là nếu độ phản hồi các bạn càng nhanh thì cái thời gian thay đổi hình ấy, ví dụ như chúng ta chơi những tựa game như CSGO, CS2 chẳng hạn, hay là hoặc là những cái tựa game đua xe ấy, cái khung hình nó di chuyển rất là nhanh. Và lúc đấy các cái pixel trên cái tấm nền nó sẽ thay đổi màu liên tục.
nếu mà độ phản hồi càng nhanh thì cái màu sắc nó thay đổi nhanh thì chúng ta sẽ bị hạn chế đỡ cái phần bóng hình đi, cái bóng mờ, bóng ma ấy. Một cái vấn đề nữa là cái tần số quét nó sẽ thể hiện một phần liên quan đến việc mà những cái khung hình chúng ta di chuyển nhanh, nhưng ở những cái tựa game FPS thì chúng ta cần rất nhiều cái 180Hz hay 240Hz này. Nhưng mà nếu như chúng ta lựa chọn giữa tấm nền 180 IPS Rapid và 240Hz cho những cái tựa game FPS ấy, thì mình vẫn recommend các bạn sử dụng tấm nền 180 Rapid hơn. Nếu mà để mà nói cái mắt nhìn của chúng ta để phân biệt được cái sự khác nhau giữa 144 và 165 ấy, nó gần như là rất là khó. Tức là từ 144 trở lên thì những mắt các bạn không bao giờ phân biệt được cái sự khác nhau của nó. Đúng không? Tức là những game thủ chuyên nghiệp họ vẫn sẽ có thể nhìn được, nhưng vấn đề là đối với chúng ta là những người dùng cơ bản, dừng ở mức khoảng 165-180 là vừa phải. Thì nếu mà các bạn sử dụng những cái tấm nền mà để chơi tựa game CSGO hay FPS ấy, thì mình vẫn khuyến cáo các bạn sử dụng 180 Rapid hơn. Vì cái tấm nền Rapid ấy, nó sẽ có cái độ phản hồi rất là tốt, hạn chế bóng hình gần như đến mức tối đa, gần như là không khó luôn. Khi mà em có tìm hiểu về cái Rapid FPS này thì em thấy trên trang chủ MSI nó rất là nhiều. Thì đây không biết phải công nghệ riêng của MSI không? Và ngoài ra nữa thì cái Rapid IPS này thì gần như nó sẽ là sự cạnh tranh giữa với cả Fast IPS. Tấm nền em thấy Fast IPS là cũng một tấm nền IPS rất là nhanh. Thì không biết là đây có phải là công nghệ riêng của MSI không? Thực ra thì công nghệ này là công nghệ chung. Nếu mà mọi người để ý thì tấm nền IPS nó ra mắt rất là lâu rồi. Và bây giờ công nghệ thế giới họ luôn nó thay đổi. Thì MSI gần như là luôn luôn là mang đến, nếu các bạn để ý những cái thương hiệu về MSI ấy, thì từ laptop cho đến game cho đến PC linh kiện nó đều định hướng đến game thủ nhiều hơn. Cho nên là MSI thì họ sẽ làm mạnh hơn về cái mảng Rapid IPS này. Tuy nhiên thì những cái màn hình đấy thường giá nó sẽ khá là cao so với những cái phần phân khúc thông thường. Rồi ok, thì tiếp đến thì chúng ta sẽ có câu hỏi thứ ba. Mình muốn mua A400. A400 này đây có nghĩa là cạc cường họa rồi, dùng để làm transcode trên máy chủ Jellyfin, nhưng main chỉ có PCIe 3 mà GPU thì là Zen 4, thì có hao hụt hiệu năng hay là không? Để trả lời câu hỏi này cho bạn thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về con cạc A400 một chút. Thì RTX A400 nó là một dòng cạc dành riêng cho đồ họa, và cái con này mình nhớ không nhầm là băng thông của nó là PCIe 4.0 và 8 lên, đó là 8 lên vật lý. Khi mà chúng ta lắp trên những cái con bo mạch chủ PCIe Gen 3 ấy, thì nó sẽ chạy với băng thông của PCIe Gen 3 nhưng vẫn chỉ có 8 lên thôi, và nó không tăng lên được 16 lên. Thì thông thường nếu mà bạn để ý là 8 lên của PCIe Gen 4 sẽ tương đương với 16 lên của PCIe Gen 3. Vì vậy khi mà chúng ta cắm ở PCIe Gen 3 ấy, thì nó vẫn chỉ là 8 lên thôi. Và 8 lên của PCIe Gen 3 nó sẽ bằng băng thông, nó sẽ giảm, tức là theo lý thuyết nó sẽ giảm một nửa so với PCIe Gen 4. Và như em thấy có thấy là đấy là như kiểu là PCIe Gen 3 cứ cho là cùng lên đi. Thì giữa Gen 3 và Gen 4 thì cũng sẽ hiệu năng sẽ chênh nhau đâu đấy một nửa luôn ấy. Bây giờ gấp Gen 4 thì sẽ hơn 50% so với Gen 3. Thì đấy là cái mà em thấy sự hao hụt tương đối là lớn. Ra thì về cái vấn đề mà chúng ta chạy hiệu năng ấy thì nó sẽ vắt gần như kiệt cái con GPU đó và sẽ sử dụng gần như 100% tất cả sức mạnh của con GPU đó. Giống như kiểu với chúng ta ngày xưa đi đào coi ấy, thì khi mà sử dụng chơi game thì nó không sử dụng quá nhiều đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng trên những cái công việc đồ họa liên quan đến tính toán này, vẽ ảnh này, thì chắc chắn là nó sẽ vắt kiệt cái con GPU của bạn một cách không còn gì để vắt nữa. Đấy, vì vậy chứ khi mà chúng ta để ý là cái băng thông RAM của nó ấy, băng thông, để xem nó có đáp ứng được ở cái mức PCIe Gen 3 8 lên không. Nếu mà trong trường hợp mà con A400 này mà nó đáp ứng được chênh lệch một chút so với cả PCIe Gen 3 ấy, thì chúng ta vẫn lock ok và hiệu năng nó sẽ giảm đâu đó khoảng tầm 5-7%. Dĩ nhiên là vẫn sẽ có những cái con cạc đồ họa chúng ta lắp nó không lên được hết khi mà cái băng thông RAM nó quá lớn. Ví dụ như chúng ta sử dụng chơi game như con RTX chẳng hạn, mà chúng ta cắm như vậy là chắc chắn sẽ hụt ít nhất tầm 20-30%. Rồi tiếp đến nữa thì chúng ta sẽ có câu hỏi thứ tư. RAM laptop gaming giờ tối thiểu phải 64 chứ 32 là quá lỏ, còn 16GB nữa thì .. Ok, với em thì hầu như là bây giờ cái mức 16GB mức bay rồi. Và những cái tựa game ví dụ như là em có chơi những tựa game như kiểu eSports đi. Thì 16GB vẫn đủ đó, đáp ứng được, không vấn đề gì cả. Trừ khi mà em chuyển sang edit video chẳng hạn, dùng Premiere các thứ hoặc là Photoshop đi, thì lúc này thì cái lượng RAM của em nó bắt đầu bị sẽ ngốn hết. Mà em có tham khảo đấy là một vài những cái laptop bây giờ ấy, thì hỗ trợ tối đa đấy tầm khoảng 32GB thôi. Có là khi mà có khả năng nâng cấp cũng chỉ mắc được 32GB,
không thể hơn được nữa. Tối thiểu phải 64GB thì em thấy là cũng hơi khó ở trên một chiếc laptop. Thực ra thì laptop ấy, laptop gaming ấy, nó sẽ chia làm rất nhiều dòng, từ dòng entry cho đến dòng cao cấp. Thì nó sẽ khác biệt nhau, sự khác biệt lớn nhất của nó sẽ ở chipset. Thì đối với những mỗi con chipset ở trên main ấy, nó sẽ hỗ trợ cái dung lượng RAM cụ thể và cái mức bớt đúng rồi, mức bớt cụ thể. Thì đối với những cái dòng RAM ví dụ như mình đang sử dụng con Gigabyte G5 chẳng hạn, thì đối với mình, bản thân mình thì 32GB RAM nó vẫn là thừa. Vì thực tế các bạn phải phải nhận định một vấn đề là chúng ta phải biết được nhu cầu chúng ta là gì đã. Ví dụ laptop đối với mình chẳng hạn, mình mua laptop về chủ yếu là làm công việc ở văn phòng, ở công ty, có thể làm thêm một chút về video nhẹ hay là edit ảnh đơn giản, thi thoảng mình vọc vọc AI một tí. Đấy, thì đối với mình 16GB trên cái con Gigabyte G5 bản bay ấy, nó vẫn hiện tại đối với mình vẫn là đủ và chưa cần phải nâng lên 32. Nhưng tuy nhiên thì tải một tựa game về mình nghịch, trong thời gian nghỉ trưa thì mình tải game tựa game mình nghịch thì nó ăn đâu đó khoảng tầm 15,7GB RAM, tức là nó gần như là hết rồi. Và hiện tượng hình ảnh sẽ có đôi lúc bị giật lag và bị xé hình, thì lúc đấy chúng ta sẽ cần phải nâng RAM lên. Tức là quan trọng chúng ta phải đảm biết được cái nhu cầu chúng ta mua laptop để làm gì đã. Đối với những dòng laptop gaming entry ấy, thì nó đơn thuần là chúng ta sẽ chơi những game nhẹ và sau đó chúng ta sẽ làm những công việc công ty văn phòng và thi thoảng chúng ta làm một vài med game chill chill đơn giản thôi, game e-sport. Còn nếu mà các bạn, đương nhiên là nếu mà chúng ta có tiền, chúng ta mua những cái laptop tầm trung và cao cấp hơn, khoảng tầm trên 30 hoặc gần 40 triệu chẳng hạn, thì chúng ta lắp 64GB thoải mái mà. Quan trọng là chúng ta biết được cái budget chúng ta như nào và nhu cầu như làm sao, chứ còn tất nhiên là RAM càng nhiều càng tốt. Và chúng ta sẽ sang đến câu hỏi thứ 5 đi. Lại một cái câu hỏi nữa liên quan đến màn hình. Mình quan tâm đến tấm nền VA và IPS, tại sao cùng phân khúc màn hình nhưng tấm nền VA lại rẻ hơn nhiều so với IPS? Nếu mà chúng ta biết được thì những cái tấm nền hiện tại ấy, thì OLED cũng chỉ là mới thôi. Còn ba cái tấm nền gọi là đứng sừng sững từ xưa đến nay vẫn là TN, VA và IPS. Thì TN bây giờ thì cũng khá là hiếm, đã là hiếm gặp. Ngày xưa nếu mà các bạn mua những cái dòng màn hình văn phòng mà kiểu của Dell hay HP ấy, nó vẫn có sử dụng tấm nền TN. Tấm nền TN thì nó bị một cái dở là góc nhìn rất là hẹp và cái độ lóa của nó rất là cao và nhìn lâu nó khá là đau mắt. Còn VA nó sẽ cải thiện được rất là nhiều thứ, từ góc nhìn tăng lên này, rồi độ tương phản cao này. VA thì có sẽ độ tương phản cao nhất, thì chúng ta sẽ có cái góc nhìn so với cái tấm nền này nó tốt hơn. Tuy nhiên thì IPS nó sinh ra ấy, nó sẽ phá tất cả những cái định nghĩa mà chúng ta về màn hình từ trước nay. Và hiện tại IPS vẫn đang phát triển nha. Nó không chỉ dừng lại IPS không, bây giờ các bạn có thể ý Fast IPS, Rapid IPS, Black IPS cũng có. Thì rất nhiều cái công nghệ áp dụng cho tấm nền IPS. Thì về bản chất thì IPS có một cái mức giá sản xuất cao hơn rất là nhiều so với cả VA. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái màn hình, ví dụ chúng mua màn hình Samsung chẳng hạn, hoặc LG hay là một số tấm nền màn hình cong mà để ý, chúng ta đa phần chúng ta thấy VA là nhiều, không thấy IPS mấy. Vì đơn giản VA là độ tương phản cao và góc nhìn của nó cao hơn so với TN nhưng cũng thấp hơn IPS. Còn nếu mà mọi người để ý thì trên cái các cái dòng laptop bây giờ ấy, như kiểu Dell này, HP này, hay có tấm nền là WVA, chỉnh sửa lại một chút của VA, nó là Wide View Angle, thì nó sẽ có cái góc nhìn tiệm cận với cả góc nhìn của IPS, nhưng về bản chất nó vẫn là VA. VA và TN, cái tốc độ phản hồi nó nhanh hơn so với IPS. Thế nên là bây giờ khi IPS bắt đầu đang thịnh hành hơn thì các hãng lại bắt đầu sản xuất những cái như kiểu Fast IPS chẳng hạn. Đấy, để làm sao ra là IPS gần như bây giờ là phổ biến. Nó bù đắp sự thiếu hụt so với cả tấm nền TN và VA ngày xưa. Ok, và đây cũng là câu hỏi cuối cùng của cái series hỏi Side of Say số thứ 2 này rồi. Và anh em có câu hỏi gì khác hay là có những thắc mắc gì thì hãy để lại comment phía dưới video cho chúng mình được biết. Và đừng quên cho chúng mình một like, một share, một sub nhé. Rồi thì xin chào và hẹn lại.